Xin chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại kênh ô tô Phụ Mê Linh. Và kính chúc quý vị và các bạn hôm nay xin trân trọng giới thiệu với các bạn một số mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng ô tô Phụ Mê Linh. Và đặc biệt hơn thì giới thiệu với các bạn một mẫu xe, đó là Kia Morning nhập khẩu số tự động. Con này thì là bản cao, bản số tự động, máy eco, số zích zắc, bản hai túi khí, phanh ABS. Và con này vô lăng 4 chấu, vô lăng thể thao. Và nó được trang bị cảm biến đùi theo xe và cam gương trên xe, trên gương đều theo xe. Và được lắp, vừa lắp mới đầu màn cam lùi hàng Android. Các bạn sử dụng rất là mượt và tiện lợi. Và con này thì có cả loa trầm các bạn nhé, cả loa trầm, loa súp vừa lắp. Và chiếc xe này thì là một chiếc xe hoàn mỹ các bạn nhé. Đây là một chiếc xe 2009 chính chủ từ mới. Và chiếc xe này nó rất là đẹp, và nó đẹp hết lớp các bạn nhé. Và chiếc xe này mình mua chính chủ của một doanh nghiệp ở tại thuộc xã Chi Đông, huyện Mê Linh. Xã Chi Đông tức là nơi sát nhà của anh Giang Còi, là nghệ sĩ Giang Còi, nghệ sĩ hài Giang Còi các bạn nhé. Không tin các bạn cứ check con này là ok, chuẩn luôn. Xe thì cực kỳ đẹp luôn, xe đi chuẩn là có chưa đầy 10 vạn các bạn này. Toàn bộ các bạn quan sát từ cái biển số chưa phục hồi, các bạn quan sát là gì? À ok, để mình quay chi tiết tất cả cho các bạn, đằng trước đằng sau thì chúng ta sẽ cảm nhận được một chiếc xe đẹp các bạn ạ. Các bạn này, các bạn nhé, từ đèn trước đèn sau zin hết, đèn bên này cháy về chúng ta thay sau này các bạn này. Và bên mình còn một số mẫu xe để cho các bạn lựa chọn từ Kia Morning nhập khẩu 2007 và 2011 ghét. Toàn xe đẹp, tầm này toàn xe đẹp thôi các bạn ạ. Và xin nhân gương các bạn đến xem xe tại địa chỉ là khu công nghiệp Bắc Thăng Long thuộc xã Kim Trung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội các bạn nhé. Và xin giới thiệu các bạn con xe này thì đây, nó thuộc dạng là xe đẹp các bạn này, thuộc dạng là xe đẹp các bạn nhé. Máy eco, số zích zắc, bản hai túi khí, bản hai túi khí các bạn này, bản cao đây các bạn này, để mình cho nhỏ đài lại các bạn nhé. Đấy, các bạn này. Đấy, xin nhan trên gương và cảm biến lùi, tất cả tích hợp rất là ok, xe đẹp nguyên bản từ trong ra ngoài. Và chiếc xe này thì xin giới thiệu các bạn hình thức của xe, nó là màu xanh coban. Chiếc xe này nếu bạn nào những mệnh, bạn hợp mệnh tức là màu xanh này, hoặc là thích mua những chiếc xe nó dịu dàng cho bạn gái, cho người yêu hoặc cho gia đình mình đi lại thì tuyệt vời, không có thể tìm kiếm những chiếc xe đẹp như này còn lại các bạn nhé. Và các bạn quan sát này, đẹp này, đẹp từ cái cua lốp các bạn này, đẹp từ cái cua lốp các bạn nhé, đẹp từ cua lốp luôn. Đấy, tất cả của xe nó đẹp hết, sơn xi thì các bạn cam kết là gần như là sơn zin của rất nhiều các bạn nhé, sơn zin của rất nhiều luôn. Và chiếc xe nó rất là đẹp luôn. Đây các bạn quan sát, mọi thông số rất là ok. Cua lốp các bạn quan sát, cua lốp bên phụ này các bạn nhé, những chiếc xe mà nó còn đẹp là nó phải còn nguyên cua lốp các bạn nhé. Đấy, cua lốp đẹp lét căng luôn. Và la răng của xe thì các bạn quan sát này, bản này đó là bản SLX 2009 nhưng nó đã lên là máy eco số zích zắc các bạn nhé, chưa phải là cũng 2009 này, form như này nó là số thẳng, máy là máy thường, chưa lên eco, là dòng là siêu tiết kiệm nha các bạn nhé. Đấy, con này nó đã lên eco và nó cái form con này nó thiếu mới là la răng hoa thị của đời 2010 hoặc 11 thì con này tuyệt vời, giá cực cao. Và nó lên form tức là cái bao đầu sốc trước và bao đầu sốc sau nó lên dạng form sport như cái con kia các bạn nhé. Đấy, nếu lên được form sport như con kia thì con này được giá cao. Đó, con này cực kỳ là nó có giá luôn vì xe nó còn rất là đẹp, giữ gìn vì nó chính chủ các bạn ạ. Với một tầm tiền phân khúc như này, các bạn đang tìm kiếm cho gia đình mình những chiếc xe mà đúng nghĩa là một chiếc xe đẹp thì chúng ta không thể bỏ qua, không thể bỏ qua mua cho gia đình mình những chiếc xe đẹp như này, hoặc chúng ta tặng cho người thân, mua cho con gái hoặc cho người thân các bạn nhé. Thì chiếc xe này chúng ta không thể tìm kiếm những chiếc xe hơn, kém hơn. Đây các bạn quan sát này, tất cả nếu sử dụng nhiều nó rất là mòn các bạn nhé, nó mòn bạc đi, nhưng con này rất còn đẹp luôn. Phần vô lăng củ số thì các bạn quan sát này, và phần túi khí này không có mòn các bạn nhé. Bản hai xây ghế, đây là các bạn quan sát này, đây là bản là số zigzag các bạn nhé,
Nếu cũng đời 2009 này số thẳng thì nó phải rẻ hơn là 15 triệu các bạn nhé. Rẻ hơn 15 triệu lên bản phiên bản là số zigzag này và máy eco. Và nó có giá là giá ở cái số zigzag và máy eco các bạn nhé. Và nó là cái điều rất là tuyệt vời. Và bản 2 túi khí phanh ABS các bạn này. Trần thì chúng ta không chê được rồi. Cực kỳ mới rồi. Nội thất nguyên, đó là ghế theo xe. Và các bạn quan sát này, bản lề này sáng trong luôn. Đây các bạn nhé, 209 luôn. Con này là xe mới các bạn nhé, 209 đăng ký 209 chứ không phải xe bãi. Xe bãi là thường thường những con 209 như đôi khi đăng ký 22, 23 đó là xe bãi. Nhưng con này đó là xe mới, mua mới từ đầu, nhập khẩu mua mới. Đây các bạn quan sát, một chiếc xe cực kỳ rắn và đẹp luôn. Keo chỉ thì chúng ta không phải bàn về những chiếc xe này rồi, không mất một tí đi nào cả, không mất một chút nào các bạn nhé. Chiếc xe là cực kỳ đẹp luôn. Về keo chỉ thì chúng ta không phải bàn về chiếc xe này. Nếu chiếc xe này mà các bạn mua về mà cho lên form sport thì các bạn rơi vào mất độ 5 triệu nữa thì chúng ta lên form sport. Đằng trước đằng sau thì cực kỳ đẹp. Đây các bạn này, quá sáng choang các bạn này, cực kỳ sáng các bạn nhé. Và con này đồ của nó thì nó còn một cái giá võng là để đồ các bạn này, rất ok. Ốc sáng choang các bạn này. Và đây thì các bạn quan sát này, đèn cốp này. Và con này, về phần sàn các bạn quan sát này, lốp con này thì cực đẹp, sàn đẹp các bạn nhé, lốp sàn đẹp đủ đồ. Nhưng mà con này thì các bạn quan sát này, cái sàn này thì chủ người ta cẩn thận là cái chống ồn, chống ồn cả một sàn luôn các bạn nhé, cả tất cả xe và sàn xe. Mình hơi tiếc nhưng mà thôi, đó là sở thích và niềm yêu của mỗi người. Đây người ta dán chống ồn cả xe đây các bạn này, tất cả xe luôn đây các bạn nhé. Sàn nó thì cực kỳ đẹp rồi, không phải bàn cãi gì cả, đồ thì đủ đồ trong này hết, cực kỳ đẹp luôn đó. Và phần nội thất thì các bạn quan sát này, nội thất nguyên theo xe này. Và đây, xin mời các bạn chúng ta quan sát bên phụ của xe. Bên phụ của xe sáng choang. Xin nhan gương các bạn này, mới cực kỳ luôn. Đấy, Hàn Quốc các bạn nhé, gương hơi ố một tí thôi. Con này nó bản sấy gương các bạn này, hơi ố, gương Hàn Quốc xịn luôn. Những chiếc xe đẹp này, các bạn nếu mà có nhu cầu thực sự mua, khi chúng ta tìm kiếm một chiếc xe đẹp này cũng là khó các bạn nhé, không phải đơn giản. Để mà các bạn tìm kiếm được một chiếc xe đẹp cực kỳ khó luôn. Và đặc biệt là những khách hàng mua xe cũ thì cực kỳ là khó khăn tìm kiếm xe cũ, vì nó đặt ra muôn vàn câu hỏi là xe có an toàn không, có ngập nước và có tai nạn, và xe có đảm bảo chất lượng không, côn số thế nào, có ngon không. Đấy là những câu hỏi khách hàng thường hay đặt ra là khi điện đến cho bên mình, là hỏi về xe và tư vấn và có cam kết gì không. Đấy là điều chúng mình rất là biết là khách hàng rất khó khăn. Nhưng các bạn đã đến với bên mình thì tiền nào của đấy anh em nhé, tiền nào của đấy, các bạn bỏ ra chiếc xe 220 triệu thì nó xứng đáng là 220 triệu. Cùng đời như này các bạn bỏ ra 190 triệu thì nó xứng đáng là chỉ có 190 triệu các bạn nhé. Và những chiếc xe nó 90 triệu thì nó chỉ xứng đáng là 90 triệu. Và những chiếc xe ngoài 200 triệu nó xứng đáng ngoài 200 triệu. Và chiếc xe ngoài 300 triệu nó xứng đáng ngoài 300 triệu các bạn nhé. Ví như chiếc Mac này bán là ngoài 500 triệu thì nó xứng đáng là ngoài 500 triệu các bạn nhé. Và như chiếc kia, Hyundai kia, con Accent, Sotala kia thì các bạn quan sát này, con kia ví dụ nó bán là trên 500 triệu thì nó xứng đáng là trên 500 triệu. Và con như là con Kia bên này thì mình bán là trên hơn 120 triệu thì nó chỉ có trên 300 triệu. Nó tính là giá trị của một cái xe các bạn nhé, giá trị một cái xe và tiền nào là của đấy. Cho nên là bên mình bán giá thật và thực. Và khi tất cả khách hàng để tìm đến kênh ô tô cũ Mê Linh và mua xe thì xin giới thiệu các bạn là bên kênh ô tô cũ Mê Linh bán xe thì luôn bán sát giá, luôn bán sát giá. Và chúng ta để tạo cho quý khách hàng một cái niềm tin, cho nên khi bên mình bán xe bán ra, ví dụ mình đang 220 là mình chỉ bớt lọc lá cho anh em độ 1 cho đến 2 triệu được căng anh em nhé. Đấy, nhiều khách hàng điện đến bảo ôi
đang 220 và bán 218 triệu, bớt cho tôi 15 triệu. Thôi thì không hiểu là bên mình mua vào đi, hỏi tất cả khách hàng là bây giờ chúng ta mua vào trả được. Đấy, cho nên các bạn thông cảm cho bên mình, bán xe nó thật và giá nó giá sát với thị trường. Đây các bạn quan sát này. Ok, rất tuyệt vời. Và đây thì xin giới thiệu các bạn phần nội thất của xe. Đây, nội thất của xe. Thì đây là phần máy, là phần số, là số zig zag các bạn nhé. Thì đây thì các bạn quan sát số của nó là có chế độ số là L này và B này. Đấy. Đây là số lùi này các bạn nhé. Lùi nó đây. Lùi đầu Android cho nên cam HD rất rất trọng luôn. Đấy. Và số này các bạn, số 3 các bạn nhé. Khi chúng ta đi số 3 thì nó có hai chế độ số các bạn nhé. Đây ví dụ chỗ này, số này chúng ta đi như này là nó khỏe hơn này, chúng ta ra như này là nó sẽ là nhanh hơn, đường trường chạy tốc độ bon hơn các bạn nhé. Và còn số 1 và số 2 thì nó như nhau rồi các bạn này. Số 1, số 2 thì nó là tốc độ số là số chậm và số đèo dốc này. Đấy thì nó là đều, nó chỉ có một chế độ. Như cái số này thì có hai chế độ, số 3 này các bạn nhé. Coi như số 3 là có 4 này, 3 thành 2 này, nó là tổng là 4 này. Và LRD này các bạn này. Và điều hòa tự động các bạn này. Và bản này thì các bạn quan sát nó có hai chế độ xây ghế này. Hai chế độ xây ghế hai bên các bạn nhé. Và rất là tuyệt vời, nếu các bạn nào đi mùa đông chúng ta cần xây ghế thì chúng ta rất tuyệt vời luôn. Nó đảm bảo sự ấm lưng cho quý khách hàng. Nếu những bạn nào mà bị bệnh đau lưng, xương khớp thì chúng ta rất tuyệt vời. Đấy các bạn nhé, xấy tí mà nóng cực kỳ rồi. Thôi tắt bên này. Đấy. Và chế độ xấy ghế này, xấy này thì nhiều bạn hỏi là chế độ xấy này là có tác dụng gì. Và mình giới thiệu cho các bạn luôn, chế độ xấy này thì nó là có chế độ để nó xấy trong hai cái mặt gương này các bạn nhé. Trong hai cái mặt gương ở hai bên, hai bên các bạn nhé. Và nó trong cái kính đằng sau, cái kính hậu sau các bạn nhé. Đấy, khi chúng ta lái là chúng ta nhìn cái gương này. Đấy, chúng ta quan sát nhìn cái gương này để chúng ta quan sát được cái gương sau kia. Thì các bạn lái là nhìn những người ta đi đằng sau mình đang cần vượt hoặc đang cần xin nhan vượt hoặc lọ kia, là mình quan sát được cả hai gương trước và hai bên và hai gương giữa các bạn nhé. Và trần con này thì các bạn yên tâm, nó một chiếc xe đẹp, trần cực kỳ đẹp luôn. Và con này thì mình về là vừa mới lắp đầu màn Android và cam lùi các bạn nhé. Vì trước là mình vẫn còn ảnh đây, khi mình mua về là nó nguyên, là vẫn còn cái đầu theo xe. Nếu bạn nào lấy đầu theo xe thì mình sẽ gửi giả các bạn đầu theo xe. Và đây, đầu theo xe thì nó có cổng AUX và cổng USB. Và các bạn nhé, nó nếu đầu theo xe nó như thế. Chứ còn nếu còn đây thì nó chúng ta tiện dụng hơn là chúng ta dùng dạng như là Android như cái điện thoại các bạn này. Nó rất nhiều tiện ích. Nó rất nhiều tiện ích luôn. TV các kiểu đủ hết. Đấy. Hoặc chúng ta vào chế độ dẫn đường, tìm đường. Chế độ lái xe, tìm đường, dẫn đường là đủ các bạn nhé. Đấy, rất đầy đủ luôn. Và con này km chạy là 9 vạn. Xin lỗi các bạn là 7 vạn 9 các bạn nhé. 7 vạn 9, là 8 vạn đi. Đấy, đang chế độ hết xăng các bạn này. Và đây mình sẽ tắt máy cho các bạn này. Tắt máy để mình kiểm tra xem là mọi thông số của xe. Đấy, phanh ABS các bạn nhé. Phanh ABS túi khí. Phanh ABS và túi khí nổi lên này. Và tắt rồi này. Và mình nổ này. Khi nổ là chúng ta, nếu này các bạn này, các bạn lưu ý mình vừa đề là không đề được này. Mình vẫn đang để ở số 3 các bạn nhé. Và đây, các bạn để số 3 hoặc các bạn để đây thì đây này. Đấy. Nếu các bạn để số 3 là chúng ta không để đâu, chúng ta để số L hoặc số B thì mới đề được các bạn nhé. Đấy. Và phần túi khí các bạn quan sát đẹp, đẹp nhức mắt luôn. Đẹp cực kỳ luôn. Đây, phần gương kính điện này các bạn ok. Trong bản đủ thì các bạn quan sát là nó có hai cái tép các bạn nhé. Có hai tép trang bị là trang bị theo xe. Hai tép trang bị theo xe. Đây, và các bạn quan sát sấy này. Đấy, mình tắt sấy đi này. Đấy, mặt gương nó lóng này các bạn nhé. Mặt gương nó lóng. Nếu con nào nó không lóng là nó hỏng. Nó hỏng mặt gương là nó không có chế độ sấy. Các bạn lưu ý là vậy. Đây, các bạn quan sát này. Còn kính điện này mình lên rồi. Mình xuống rồi.
Rồi ok. Và phần chỉnh gương thì đây các bạn quan sát này. Ok, rất là tuyệt vời. Và sang bên phụ cho các bạn này. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Lên xuống này, ra vào này, rất ok. Và đây thì xin mời các bạn chúng ta quan sát đến phần máy của xe. Đây các bạn quan sát lòng trong của sơn này, xe này đẹp lép căng luôn, sơn trong sơn zin các bạn này. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát đến phần máy của xe. Đèn của xe là đèn zin các bạn nhé, toàn bộ đèn zin hết. Đèn gầm, đèn gầm nó theo xe hết các bạn này. Đăng kiểm đến tháng 4 năm 2022 các bạn nhé. Kính của xe là kính trước, kính sau là kính zin hết này. Đẹp này các bạn này, đẹp từ cái lúm cao su của xe này, đẹp từ cái lúm cao su của xe còn chặn luôn, không thiếu một cái nào cả. Và tại sao mình hay nói là con này nó khác con 209 cùng đời như thế này, là máy thường. Máy thường là số thẳng các bạn nhé, số tự động ở phần trên các bạn quan sát là máy thẳng và số là cái số thẳng và máy thường. Con này là máy eco thì các bạn quan sát là máy eco là nó bầu lên to như này, cái máy phẳng này nó phẳng này các bạn nhé, không có đâu. Đấy. Và con này là máy eco, máy nó là tiết kiệm xăng, nó có chế độ tiết kiệm xăng là mà nó bật cái đèn xanh lên các bạn này. Đấy, các bạn quan sát này, tất cả xe là còn zin hết các bạn này. Máy zin, số zin các bạn nhé. Các bạn quan sát này, máy zin, số zin luôn. Máy các bạn quan sát này, chưa chạm ốc. Chưa chạm ốc luôn. Đây các bạn quan sát. Chân máy là các bạn này, vẫn chân zin của Hàn Quốc các bạn nhé. Và các bạn quan sát này, phần máy của nó này, ốc của nó chưa bị tháo này, chưa bị chạm cà lê các bạn này. Và phần số các bạn này, và các bạn quan sát phần số này, số của nó sáng bóng luôn các bạn này, sáng nhũ nhôm các bạn nhé, sáng cực kỳ luôn. Đấy, phần số, đây phần máy của nó là các bạn này, rất là sáng bóng luôn. Và phần này mình bảo cục ABS thì các bạn quan sát này, nó có ABS các bạn quan sát này, cục ABS của xe kìa. Đấy các bạn nhé, ABS này. Đây các bạn quan sát này, từ cái bình nó còn, từ cái bình nó còn cả cái cao cái ly lông bảo vệ này. Đấy các bạn này, rất là đẹp luôn. Về mặt nhựa này thì các bạn quan sát là chưa tháo ra các bạn nhé, chưa tháo ra một lần luôn, nó rất là đẹp luôn. Mặt ga lăng, mặt nạ là của xe còn nguyên bản theo xe, đèn zin theo xe, mọi cái như vậy là rất tuyệt vời về một chiếc xe cũ. Và con này nó là điểm cộng của 9, chưa dám nói 10 nhưng nó là điểm 9 các bạn nhé, nó điểm 9 cho một chiếc xe cũ. Thì đây thì chúng ta quan sát vì tại sao điểm 9 nó điểm này các bạn nhé, ốc rất đẹp, bản nề chưa bị tháo bị chạm cả, sơn của nó sơn zin, sơn zin đấy các bạn nhé. Và đây nó sơn zin tất cả mọi cái này, bản túi khí này các bạn này, túi khí. Nhiều con là các bạn để ý là chỗ này nó dạng túi khí nó mờ mờ, nó không phải đâu các bạn nhé, nó phải in hẳn chìm như này mới là túi khí này, còn mờ mờ nó ra là không chắc phải đâu, nó chỉ có một túi khí bảo vệ người lái thôi, như túi khí bên phụ là không chắc có. Đấy, bé cô số chính xác các bạn nhé. Ghế theo xe và phần ghế sau, đây các bạn quan sát phần ghế sau rất là đẹp luôn. Và máy con này thì cực kỳ là ngon các bạn này, không một chút hơi thừa, không đổ hơi các bạn nhé, không có một chút hơi thừa, không đổ hơi. Máy zin, máy zin, số zin chưa chạm luôn. Đây các bạn quan sát này các bạn nhé, máy rất ngon luôn. Đấy. Máy tuyệt vời luôn. Kính thưa quý vị và các bạn, như trên kênh ô tô cũ Mê Linh đã giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn
đó là một con Kia Morning bản số tự động, máy eco số zig zag, sản xuất 2009, tư nhân chính chủ, biển thành phố Hà Nội. Và bên mình còn một số mẫu xe, đó là Ghét 209 không taxi dịch vụ các bạn nhé. Ghét 2009 không taxi dịch vụ, xe thì đẹp tức mắt luôn các bạn, quan sát không taxi dịch vụ. Con này chưa có video các bạn nhé, con này mình chưa có video vì xe còn đang phải dọn dẹp thêm các bạn nhé, chưa có video. Và các bạn hãy chờ đợi, thì trong hoặc các bạn nào có nhu cầu thì cứ qua xem, và sau mình sẽ có video cụ thể sau cho tất cả những con xe hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Mê Linh. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, một lần nữa kênh ô tô cũ Mê Linh xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi về một chiếc Kia Morning số tự động. Bạn nào có nhu cầu mua chiếc xe trên xin hãy liên hệ với kênh ô tô cũ Mê Linh qua số điện thoại 0985 723 326 để tư vấn biết chi tiết của xe. Một lần nữa kênh ô tô cũ Mê Linh xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày nghỉ an toàn, lành, hạnh phúc.